Đây là mặt hoa của trầm DH93 năm ngoái nở tại vườn. Cô chú anh chị gọi nhìn đây ạ, đây chính là trầm mặt hoa của nó rất là thơm. Hoa nở vào tháng 3 đến tháng 4 dương lịch hàng năm đấy ạ. Đó, cả nhà nhìn đấy ạ. Đây là một trong những cái dòng trầm đẹp xuất sắc luôn ạ, đẹp hơn cả trầm rồng đỏ với trầm cửu long luôn ạ. Đây là một trong những dòng trầm làm mưa làm gió trong 2 năm trước đây. Và em sẽ chia sẻ hàng ươm ki đến cô chú anh chị. Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video của em Thảo ngày hôm nay ạ. Gia đình em Thảo ngày hôm nay xuất lô trầm DH93, một trong những dòng trầm đẹp và xuất sắc. Có thể nói là đây là một trong những cái bông trầm rất là đáng để chúng ta sở hữu luôn ạ. Đó, rất là đáng đồng tiền bát gạo của chúng ta luôn. Em Thảo sẽ lấy xuống dưới để em quay rõ hơn nhá. Đây em giới thiệu cả nhà, đây chính là cây mẹ của nó đây. Đây là một trong những cây mẹ của nó, gia đình em Thảo hàng ươm ki nhá. Mọi nhìn thấy đây, thân lá nó đẹp mê ly chưa? Đấy, cây này là cao khoảng tầm 70 cm rồi này. Đó, 70 đến 80 cm luôn và thân thì mập ú nu luôn này. Đấy, rất là sai hoa. Đây là mặt bông đã nở tại vườn của nhà em nhé cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn, mặt bông thì rất là thơm, rất là nói chung là xuất sắc. Và bình thường chúng ta mua trầm rồng đỏ nó rơi tầm 150, 180 và 200.000 một thân đúng không ạ? Đấy, trầm rồng đỏ làm sao mà đẹp được bằng trầm này ạ? Đấy, trầm này gọi là có trầm xuất sắc luôn. Và nếu mà cô chú chị mà tìm hiểu thì hiện tại thì trầm DH93 trên thị trường không còn nhiều nữa. Đó. Nên là anh chị em nào muốn sở hữu một chậu trầm thì liên hệ với em Thảo. Bình thường những chậu này là em Thảo bán 200.000 một thân. Đó là nếu mà nở hoa. Còn ngày hôm nay gia đình em Thảo tri ân cô chú anh chị với giá rất là mềm luôn. Đó, 199.000 một chậu được 3 ki như thế này. Đó, một chậu 3 ki nhé cả nhà nhé. Mỗi một ki của nó là khoảng tầm thấp nhất là khoảng tầm 15 thôi. Nhưng cùng lắm chắc là toàn ki trên 20 cm hết rồi. Đó, 20-30 cm nhìn này. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Kia là ki năm nhất nhá. Anh chị em nào mà mua về chúng ta không muốn nó có hoa đấy ạ. Không muốn có hoa thì chúng ta có thể cắt đi. Chúng ta là có cắt này, năm sau nó sẽ lớn bằng cây này đấy ạ. Năm sau nó sẽ lớn bằng những cái chậu này. Đó, cây những cái cây mà nó có thể lớn hay không, nó to hay không nữa là một một phần nó là do giống nữa. Nó do bố mẹ nó, do nó cây giống của nó lớn thì nó sẽ lực và nó sẽ phát triển đây, cây này. À, nhìn thấy các bạn đây. Đó, cao khoảng tầm 70 cm, em quay như này thì nó bé hơn thực sự cái lá của nó này. Đó, nếu mà chúng ta muốn để một thân cho hoa thôi, bởi vì hiện tại cây đã thắt ngọn rồi thì chúng ta cắt nó để lại khoảng tầm 10 cm như này nhá. Sau đấy là chúng ta làm ươm ki, còn một thân chúng ta để ra hoa. Đây cả nhà nhìn này. Đó, năm sau là cả nhà mua về là sẽ được lớn bự như này đấy ạ. Đó, 199.000 một chậu, một cái dòng trầm này rất là đẹp luôn. Anh chị em cũng biết rồi, trầm DH93 nở tại vườn của nhà em, cây này để những cái cây mẹ của nó thôi. Đó, 3 ki nhá, 199.000, bác nào chốt cho em 199.000 một chậu thì yêu mến thì ủng hộ gia đình em, bởi vì trầm này là em không có nhiều đâu, em chỉ có vài trăm chậu để bán cô chú anh chị thôi. Vì lúc đầu là nó còn đang đi ngọn ấy, em chưa dám gửi cho cả nhà. Hiện tại thì có một số thân nó đã thắt ngọn rồi, nên là em gửi cho cả nhà nó sẽ an toàn hơn. Và đây là hình ảnh vườn của gia đình em. Đó, đây là những cái cây hàng mẹ của nó này. Có một số cây thôi, vì có một số cây nó nhiều thân quá thì em đã bán nó đi rồi. Đây còn có một vài chậu để cô chú chị về tận vườn. Bởi vì là do quá trình vận chuyển nên là em Thảo không gửi theo bưu điện những cây mẹ được. Em sẽ gửi những cái hàng ươm ki thì năm sau cô chú chị trồng thì nó cũng sẽ lớn bự như thế. Đó, xin chào. Và cô chú anh chị được xem hàng trước khi nhận nhé. Bên này đây là những cây giống cây phi điệp của nhà em Thảo. Hôm nay duy nhất em Thảo sẽ chiên quý khách hàng giảm 50% cho cô chú anh chị nào yêu mến. Những cái chậu bình thường, những cái chậu cây xinh đẹp như thế này. Đây mọi người vẫn nhìn thấy này. Hôm nay cây nào nó cũng xinh, cũng đẹp hết, từ 1 đến 2 thân. Cây cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Bình thường những chậu này em Thảo bán 75.000 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 350.000, 10 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là xinh xắn, dễ thương và rất là khỏe mạnh nha. Do rất là nhiều dòng giống nên là em Thảo sẽ gói theo combo để cho cô chú anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái giống phi điệp đẹp nhá. Đây, cây rất là đẹp ạ, từ 4 đến 6 cm. Đầu tiên em Thảo sẽ đặt theo combo là combo may mắn 350.000 đã có ship nhá cả nhà nhá. Combo may mắn thì gồm có này, phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Nếu mà nói về hàng ươm ki của nó thì rơi khoảng tầm 10 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây mọi người nhìn thấy này, cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh này. Đó. Và đây là những cái tấm vé số dành cho cô chú anh chị muốn săn những mặt bông đẹp đúng không ạ? Đó, tiếp theo là 5 cánh trắng phú thọ. Mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây mắt đỏ hòa bình.
Xinh chưa? Dòng cây phi điệp hòa bình ấy thì lúc nào cái lá của nó cũng dày dặn hơn so với cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp bệt môi tuyết. Đó, bệt môi tuyết, mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và dễ thương đấy ạ. Và tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó, hàng gieo hạt năm 2 rồi mọi người ạ. Nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao, mọi người nhìn thấy cây nhất này. Đó, tiếp theo là cây phi điệp gái nhảy, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, thứ 9 là cây phi điệp hồng minh châu. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Đó, combo may mắn 350.000, gồm có 10 loại, 10 mặt bông như cả nhà đang nhìn trên hình này đấy ạ. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo một cái combo nữa là combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đó, bình thường combo hạnh phúc những cây đẹp như này em Thảo bán 75.000 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo cũng giảm giá 50%, chỉ còn có là 350.000. Em Thảo bao ship cho mọi người luôn nhá. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Cái cây rất là đẹp luôn. Đó. Combo hạnh phúc gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng cầu vồng, 5 cánh trắng ngọc bích, phi điệp nữ hoàng 28, phi điệp mắt châu lưng xanh, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp châu như, phi điệp ám hòa bình, phi điệp ám phú thọ đúng không ạ? Combo này gồm có 10 loại 350.000, đã bao gồm cước nhé cả nhà nhé. Đây là cây của nó, mọi người vẫn nhìn thấy cây 5 cái trắng bạch tuyết rất là đẹp rồi, thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là cây 5 cái trắng ngọc bích cũng thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây đẹp lắm. Này, 5 cái trắng cầu vồng rất là xinh đúng không ạ? Cũng là dòng thân xanh luôn. 350.000 được 10 cây này. Và một cái cây là cây nữ hoàng 28 rất là đẹp này, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái chậu xinh. Phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp ám mắt châu lưng xanh, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình này. Dòng cây phi điệp hòa bình lúc nào nó cũng dày dặn hơn đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp châu như. Đó, tím này. 10 cây này em Thảo bán với giá là 350.000, đã bao gồm tiền ship. Và tiếp theo là một cái combo em đặt tên là combo thịnh vượng, gồm có những cái dòng cây của cây phi điệp ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Gồm có là phi điệp ma bò này, phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc tắc, phi điệp easo, phi điệp thác bay này, phi điệp nù tam bố, phi điệp đắc lây hay gọi là giả hạc đắc lây đúng không ạ, người đẹp của vùng Tây Nguyên. Và cuối cùng là bệt núi chúa. Đây gồm có 10 cây, 10 chậu rất là đẹp này. Đó, bình thường những cây này là combo này là mua vào là 750.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo bán với giá là 350.000, bao ship đến tận nhà cho mọi người. Chỉ có ngày hôm nay em bao ship rồi đấy ạ. Cây của nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy đây, cây nào nó cũng xinh hết á. Đó. Vì còn rất nhiều mặt hàng nên em Thảo sẽ quay nhanh thôi. Đó, cây này gồm có combo thịnh vượng, bạn nào muốn lấy thì có thể là comment luôn này. Đó, đầu tiên là cây phi điệp ma bó này. Mọi người thấy cây xinh không? Mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là cây phi điệp di linh xuân. Phi điệp nù 68. Phi điệp sơn điền cánh mai. Phi điệp lộc bắc. Phi điệp easo. Đấy, bệt easo này mọi người nhìn thấy xinh không? Đó, cây cao từ 4 đến 6 cm ạ. Tiếp theo là cây phi điệp thác bay. Thác bay lúc nào cái thân của nó cũng mập mập này, kể cả cây to nó cũng thế này. Tiếp theo là cây phi điệp nù tam bố này, nhìn thấy xinh chưa? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp đắc lây. Và cuối cùng là cây bệt núi chúa. Đó. Đây là những cây thân tím rất là đẹp này. Em Thảo bán là 350.000 nhá. Và cuối cùng đây là một cái combo tích hợp tại từ combo thịnh vượng này, combo may mắn và combo hạnh phúc đúng không ạ? Gồm có combo em đặt là combo cát tường. Combo cát tường này gồm có 10 loại dòng hồng đây, mọi người có nhìn thấy này. Đó. Tất cả là hàng hạt 52 nhé mọi người nhá. Cây giống rất là khỏe và xinh đấy ạ. Đó, hồng minh châu này. Xinh chưa? Đó. Hồng búp bê này. Tiếp theo là cây hồng liên anh. Hồng yên thủy này. Hồng gia lai.
Mặt bông mẹ thì nó là hàng gieo hạt nên là tỷ lệ của nó là một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến, bởi vì không phải chúng ta ai chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta bỏ ra 80 đến 100 triệu để chúng ta mua những cái hàng hàng ươm ki hàng ba về chúng ta trồng đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp hồng xòe. Phi điệp hồng mỹ nhân. Cây này là cao từ 4 đến 6 cm nhá, em quay gần thì nó có thể to hơn một chút ạ. Tiếp theo là hồng á hậu. Hồng thiên cung này. Và cuối cùng, đây là hồng mắt ngọc, một cái cây rất là xinh đúng không ạ? Đó. Combo cát tường này em thảo bán 350.000 đã bao gồm tiền. Phi điệp lá mít cổ đại là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, và đây là một số chậu em thảo dành để trồng, nhưng mà em không có thời gian để em trồng nữa. Cả nhà nhìn thấy lá của nó là gốc nó thành mít đồng xu luôn này, nó mít từ gốc lên đến ngọn luôn đó. Những cái chậu này thì em định là để trồng, nhưng mà hôm nay em sẽ bán cho cô chú anh chị, vì rất nhiều cô chú anh chị cứ gọi điện hỏi em về cái dòng lá mít cổ đại năm ngoái em thảo có bán cho cả nhà đấy ạ. Đó đây, từng chậu nó cao khoảng tầm 30 cho đến 35 cm, và có một số cây nào đã có mầm gốc rồi đấy các bác nhìn này. Đó, có một số cây đã có mầm gốc, còn có một số cây thì chưa có đâu. Đây là hàng ươm ki nhá các bác nhá. Đó, em số lượng thì em thảo không có nhiều đâu. Em thảo có khoảng tầm 30 chậu để em trồng, nhưng mà em sẽ bán cho cô chú chị nào muốn sưu tầm nhá. Em bán cho cô chú chị với giá là 315.000 một chậu. Nếu mà chúng ta mua 2 chậu, em thảo bán cho cô chú chị với giá 600.000. Đó, người ta có câu là khi lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi đúng không ạ? Chúng ta mua về và chúng ta thay qua một cái chậu mới thì chúng ta sẽ được một trong những cái dòng hoa, một cái chậu hoa cực kỳ là xuất sắc luôn. Đây là dòng lá mít cổ đại, lá mít xếp chân rết luôn. Và em khẳng định trên thị trường cô chú anh chị không bao giờ mua được với giá là dưới 350.000 một chậu luôn. Thì các bác nhìn này. Đó, đây cậu nhà nhìn này, năm ngoái em thảo bán cho cô chú anh chị để cô chú anh chị đều biết rồi. Đó, lá mít cổ đại này cây rất là xinh luôn. Số lượng thì em thảo không có nhiều. Đó, lá của nó thì có một hai lá thì nó bị lỗi một chút xíu, mà không sao cả, bởi vì là nó là trong quá trình rụng lá rồi. Đó, cả nhà nhìn thấy xinh không? Cây rất là đẹp luôn, nói chung là đẹp mỹ mãn luôn đấy ạ. Đây em lấy sang bên này cho cả nhà xem thấy này. Đó, tiếp theo đây mọi người nhìn này. Đó, 315.000 một chậu thôi. Đây là hàng VIP, hàng cao cấp của nhà em. Số lượng em có khoảng 30 chậu thôi. Đó, những cái cây đẹp thì nó giá của nó chỉ cao hơn một chút xíu, nhưng mà chỉ có hơn 300.000 thôi thì nó không hề cao đâu đúng không ạ? Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Đó, cây nào nó cũng đẹp luôn. Đó, đây là em chưa có thời gian để em thay chậu thôi, bởi vì em Thảo mới chuyển vườn. Và xong cái dạo này thì nhà em Thảo cũng có nhiều hàng quá, nên là em Thảo bán những cái chậu thiên nga này nữa này. Đó, có như thế này, khoảng tầm 30 chậu thôi, em không có nhiều đâu. Đó, xinh chưa? Mít cổ đại. Bên này đây là những chậu cây phi điệp của nhà em này. Đó, hàng vừa mới về rất là đẹp luôn. Và những cái xanh xanh này là gia đình em Thảo phun phòng chống thối nhũn để em gửi hàng cho cả nhà được đảm bảo hơn. Và đây là những cái cây của nhà em này, gồm đầu tiên là năm cánh trắng hiển oanh này, năm cánh trắng bạch tuyết, năm cánh trắng phú thọ, năm cánh trắng lâm sung và năm cánh trắng mắt nai. Nhà em Thảo có năm dòng năm cánh trắng này rất là đẹp này. Đó, em Thảo sẽ quay giới thiệu cả nhà về từng loại năm cánh trắng nhé. Đầu tiên bên này đây là năm cánh trắng bạch tuyết này, hàng gieo hạt với mặt bông mẹ như cô chú chị đang nhìn trên màn hình này đấy ạ. Đó, xanh xanh này là nhà em Thảo phun phòng chống thối nhũn. Có một số cây đã thắt ngọn, còn có một số cây thì chưa thắt ngọn đoạn. Đây này, nó vẫn chưa thắt ngọn đâu. Cây cao khoảng tầm 25 cho đến 30 sen. Đó. Em Thảo bán ngày hôm nay giá cực kỳ là mềm luôn. Bình thường em Thảo bán 250 một chậu. Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 150.000 một chậu như này. Đó, cô chú chị nào muốn lấy đang đi ngọn hoặc là thắt ngọn thì có thể bảo với em nhé. Đó, nếu mà cô chú chị mà mua một cặp thì em tính cả nhà là 250.000 thôi. Đó là 250 này, được hai cây đẹp như thế này luôn nhé các bác nhé. Đó, đó là cây năm cánh trắng bạch tuyết này. Tiếp theo sang bên này đây là năm cánh trắng hiển oanh này. Đó, cô chú chị đang nhìn đây. Đây là cây của nó đấy ạ. Đó, cây cũng cao khoảng 25 đến 30 cm. À, có rất là nhiều cây, có chỉ có một vài cây đã thắt ngọn thôi. Em Thảo cũng bán tri ân cô chú anh chị với giá 150.000 một chậu mua lẻ. Nếu mà chúng ta mua một cặp như thế này là 250 nhé cả nhà nhá. Đó, 250 một cặp, cây của nó rất là xinh xắn và dễ thương đấy ạ. Đó, anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về chúng ta chơi thân lá. Còn đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ của nó như cả nhà đang nhìn đây nhá. Đây là năm cái trắng hiển oanh này. Và bên này là năm cái trắng mắt nai.
Năm cái trắng mắt nai được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đó, mặt bông mẹ của nó như cô chú anh chị đang nhìn đấy ạ, rất là xinh xắn dễ thương. Em Thảo bán chị Ân cô chú anh chị cũng giá 150. Đó, hôm nay em bán đồng giá luôn. À, mua một cặp đẹp như này là em Thảo bán cho cô chú anh chị là với giá là 250 một cặp như này. Nó cũng cao khoảng 25 30 cent là năm cái trắng mắt nai nhá cả nhà nhá. Đó, những cái cây giống rất là đẹp luôn. Đó, hiện tại thì có một số cây là nó đang thắt ngọn để chờ mọc mầm mới và chờ ra hoa rồi đấy ạ. Và bên này đây là cây năm cái trắng Phú Thọ này. Năm cái trắng Phú Thọ được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đó là một dòng năm cánh trắng quốc dân luôn. Em Thảo bán chị Ân cô chú anh chị cũng giá là 250 một cặp. Nếu mà chúng ta mua lẻ là 150 nhé cả nhà nhá. Đây một cặp như này. Đó, rất là xinh xắn dễ thương. Là năm cái trắng Phú Thọ này. Và bên này là năm cái trắng Lâm Sung. Năm cái trắng Lâm Sung như cô chú anh chị đang nhìn đây. Đó. Năm cái trắng Lâm Sung thì cây chủ yếu là đã thắt ngọn rất là nhiều rồi, đây cả nhà nhìn này. Đó, tường chị sọc rất là xinh luôn. Cây cũng cao khoảng 25 30 cm này. Đó, em bán là 150 một cặp. Mua 150 một cây, mua 250 một cặp này. 250 một cặp này nhé cả nhà nhá, 150 một cây. Đó. 150 một cây Lâm Sung, còn 250 được một cặp. Đây, em Thảo vừa mới quay một lượt này đây. Vừa rồi em vừa cho cả nhà xem mặt hoa của màu thiên nga xanh cốm luôn ạ. Là một trong cái dòng thiên nga được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến bởi là thứ nhất là cây nó dễ trồng, thứ hai là hoa của nó rất là xinh và thứ ba là nở cực kỳ là bền luôn. Đó là một những cái dòng hoa được nhiều cô chú anh chị yêu mến và đặc biệt là màu xanh cốm là một trong những cái mẫu có thể nói là được nhiều cô chú anh chị yêu mến nhất. Và ở bên Trung Quốc đấy ạ. Đó, cô chú anh chị rất là thích màu xanh cốm, ví dụ như là địa lan thanh ngọc chẳng hạn. Đó là một trong cái màu có thể nói là giá trị đúng không ạ? Tết mà chúng ta mua một chậu địa lan thanh ngọc thì cũng rơi khoảng tầm 40 đến 50 triệu đúng không nào? Đó. Còn riêng ở Việt Nam có địa lan trận mộng đúng không ạ? Màu xanh cốm này thì cực kỳ là có giá trị luôn. Hôm nay em Thảo bán cho cô chú anh chị cây thiên nga màu xanh cốm này, màu mới và màu được nhiều cô chú anh chị yêu mến nên là em Thảo có khoảng tầm 20 chậu. Mỗi chậu của nó từ 1 cho đến 2 ngồng hoa. Em Thảo bán bình thường những chậu đẹp như này toàn bán 470 đấy ạ. Hôm nay em Thảo chỉ bán cho cô chú anh chị năm nay mùa Covid khó khăn đúng không ạ? Em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 250.000 một chậu. Nếu mà cô chú anh chị mà mua 2 chậu, em Thảo bán cho cô chú anh chị là 480.000 nhá cả nhà nhá. Mọi nhìn thế này, đó trồng vào trong chậu như này, rất là xinh đúng không ạ? Đó, và đặc biệt là cái củ của nó bự, cực là bự luôn. Đấy mà so sánh ngón tay của em với thiên nga thì cực kỳ là to luôn. Đó. Đây, có 1 đến 2 ngồng hoa nhá. Cô chú anh chị nào lấy nhanh thì sẽ được 2 ngồng hoa nhá. Đó là thiên nga. Và bên này đây là những chậu kiếm xanh Huế và kiếm Phan Chí của nhà em. Đó, đây, cả nhà có nhìn thấy này. Đây là dòng kiếm xanh Huế của nhà em này, cả nhà nhìn này, cây cổ lá hình chữ V rất là đẹp luôn này. Đây là bản lá to, cái dòng kiếm này mà chúng ta chăm sóc tốt là nó có thể đạt khoảng tầm 4 đến 5 cm luôn cái lá của nó đấy ạ. Đó, hiện tượng lá của nó, bây giờ hiện tại lá của nó cũng khá là to rồi đấy ạ. Nó không phải giống những cái dòng kiếm bé đâu, chắc là khoảng tầm hơn 2 cm rồi đấy. Đó, đây là dòng kiếm lá láng nhá các bác nhá. Đó, em Thảo bán những cái dòng kiếm đẹp như này, hàng sưu tầm mặt bông mẹ rất là xinh. Em bán là 220.000 một chậu. Đó, cô chú anh chị nếu mà chúng ta mua 2 chậu như này, em Thảo bán là 400.000 nhá. Đây là dòng kiếm sưu tầm lá rất là đẹp luôn, thật sự luôn. Đó, nếu mà anh chị em nào mà chúng ta gọi điện nhanh cho em trước thì em sẽ lựa cho cả nhà những chậu có 3 thân như này. Đó, những chậu có 3 thân đẹp như này này. Em bán là 220.000 một chậu nhá. Đó, đây là kiếm xanh Huế. Và em có hai dòng kiếm, có cả kiếm Phan Chí nữa này, rất là đẹp luôn. Tất cả đều là dòng kiếm lá láng hết này. Đó, đây là kiếm bên này là kiếm xanh Huế này. Và góc bên này là những cái chậu kiếm Phan Chí. Đó, nó cũng chủ yếu là khoảng hai thân thôi, khoảng 2 thân thôi. Đó, nhưng mà em có một vài bụi nó khoảng tầm 3 4 thân thì anh chị em nào gọi điện nhanh thì sẽ được kiếm nhiều thân hơn, bởi vì em sẽ lựa cho cả nhà những cái chậu kiếm đẹp này, 3 thân này. Đó, mọi người nhìn thấy cái cổ dáng rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà cô chú anh chị mà mua một cặp kiếm xanh Huế và kiếm Phan Chí thì em tính cho cả nhà là 400 thôi nhá. Đó, đẹp lắm thật sự luôn. Nói chung là lô kiếm này là cái lô kiếm lá láng.
Này, đó, rồi một bụi to đẹp như này cơ mà. Nhưng mà nó chỉ có một vài chậu to thôi, nên là em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu thật là đẹp gửi cho cả nhà trước, từ ba thân trở lên nhé cả nhà nhé. Đó, cái cây xinh chưa này. Dòng kiếm lá láng này, bản lá rất là xinh luôn. Thật sự là lô kiếm này rất là tâm đắc luôn. Đó. Đây, bên này là những cái chậu hàng rừng của nhà em đang vàng lá để phi điệp hàng rừng của nhà em đã đang vàng lá rồi. Đó, vàng lá. Và còn đây là những cái chậu trầm DH93 của nhà em này. Đó, trầm DH93 của em. Rất là đẹp luôn. Em Thảo đang bán tri ân cô chú anh chị với giá chỉ có 199.000 một chậu này thôi đó. Đó, anh chị em có nhìn thấy có 3 cây rất là xinh luôn, thắt ngọn này này. Đó, đây là trầm DH93 199.000. Và bên này đây là một chậu vài chậu năm cây trắng mắt blue của nhà em này. Hiện tại thì cây đã thắt ngọn, rụng lá, chuẩn bị cho hoa rồi đấy ạ. Đó, năm cây trắng mắt blue thì mặt bông đã sổ trong lô, cả nhà có nhìn thấy rất là đẹp luôn này. Đó, ví dụ như cây này nó đã vàng lá, đang trong quá trình rụng lá để cho hoa đấy ạ. Đó, khoảng tầm 3 thân hoa trở lên đấy ạ, khoảng 2-3 thân hoa. Em đang bán thanh lý bình thường, năm ngoái những chậu đẹp như này là em Thảo toàn bán là 400.000 đấy. Đây, nó rụng lá như này nó đang sưng mắt nụ này các bác nhìn này. Đó. Em Thảo bán thanh lý là với giá là 150.000 một chậu. Mua hai chậu em Thảo bán là 300.000. Đó, anh chị em muốn nhìn thấy này. Có một số cây nó còn có lá nhiều hơn, có một số cây nó rụng lá đi rồi. Đó, quá trình rụng cái này là cho hoa Tết, nên là cái quá trình mà rụng lá càng nhanh đấy ạ, thì nó sẽ cho hoa càng sớm. Đó là cây năm cây trắng mắt blue này. Đó. Mặt hoa rất là xinh luôn. Lung linh luôn đấy ạ. Tiếp theo em Thảo giới thiệu cho cả nhà về những giò giả hạc Pháp của nhà em Thảo này. Cô chú anh chị có nhìn thấy hiện tại em Thảo đang gỡ xuống và cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó. Và mỗi một giò như này đã rơi vào khoảng từ 12 cho đến 18 thân đấy ạ. Rất là đẹp luôn này, các bác nhìn thấy này. Đó, nếu mà ít thân hơn một chút xíu thì nó sẽ dài hơn này. Đó, mọi người nhìn thấy xinh chưa? Giò hạc Pháp ngày hôm nay em bán tri ân cô chú anh chị. Bình thường những chậu đẹp như này là em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 500.000 một một bảng như này. Ngày hôm nay em tri ân cô chú anh chị với giá là 420.000 một bảng. Đó, mua hai bảng em chốt cho cô chú anh chị với giá là 800.000 nhá. Hạc Vĩ Pháp mặt bông của nó đây. Hoa hàng ươm ki chuẩn luôn nhá cả nhà nhìn này. Đây là hàng ươm ki này. Đó, rất là khỏe cây mà nhìn này. Đấy, đó. Tới này về cho hoa luôn, cho hoa luôn. Đó, cái dòng hoa là dòng hoa Tết luôn nhá các bác nhá. Đó, xinh lắm. Thật sự rất là đẹp để chúng ta đáng một sưu tầm luôn ạ. Đó, hạc đây là dạ hạc Pháp. Đó, em cắt xuống. Số lượng em Thảo có khoảng tầm 20 giò dành cho 20 cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Và bên này đây là năm dòng kiếm giống của nhà em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhá. Em sẽ lấy xuống dưới để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này, mọi người có nhìn thấy cây kiếm giống. Đây là năm loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó, anh chị em có nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó có thể to, nhưng mà ngoài thì nó cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh, nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá, cây giống này em Thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em tri ân là 70.000 một chậu. Đó, khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhá. Em thấy quay này đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng. Đó, khoảng từ 6 đến 8 lá này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vàng đúng không ạ? Biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những cái cây lan mang vị thế quân vương, bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc. Cây mẹ của nó cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, toàn diện về cả củ, lá và hoa luôn đúng không ạ? Và hoàng long hàng va của nó, nếu mà chúng ta mua hàng chuẩn của nó đấy ạ. Hàng chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào? Đây là một tấm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, rất là dễ chăm. Đó. Tiếp theo đó chính là kiếm Phan Chí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp, mọi người có nhìn thấy này, cổ lá của nó hình chữ V, cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá, em Thảo quay gần như này thì nó to thôi, ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó là hàng kiếm giống mà có 70.000 một cây một. Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế mặt bông mẹ đây cả nhà nhìn này các bạn. Đó, với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ? Đó, đơn giản gọi là kiếm Huế. Nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ? Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cả hàng va đúng không ạ? Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường.
như một đóa sen vô nhiễm với bùn lầy. Đó, cây này là kiếm này, nói chung là nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp và rất là xinh. Một tấm vé số cho cô chú anh chị. Tiếp theo là kiếm vị hoàng. Đó, kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ? Bởi vì nó là có rất là nhiều những cái nét đẹp với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ rất là nhỏ thôi, em đo cho mọi người xem này. Đó, khoảng từ 10 cm thôi. Đó. Mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ. Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi. Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ? Đó, tùy củ lớn bé. Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm trấn môn đúng không ạ? Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này. Đó, mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ? Và cô chú anh chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000, em thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị một lọ thuốc nhá. Đó, kiếm giống rất là đẹp này. Cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm, đó chính là trầm cửu long, cây rất là cao. Đây ạ, cây cao khoảng từ 50 cm rồi đấy ạ. Nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2 m. Đó, còn đạt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh, cây lá của nó này, thân này đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2-3 chậu về chúng ta trồng một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bạn lá dày, đẹp, cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Bên này đây là những cây phi điệp gái nhảy của nhà em này. Hiện tại thì gái nhảy em Thảo còn có 9 cây thôi. Đó, hiện tại có một số cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho hoa rồi đấy ạ. Đó, anh chị em nhìn thấy cây rất là đẹp nhá. Đó. Phi điệp gái nhảy thì anh chị em cũng biết rồi, đây là hàng gieo hạt năm 2, tới này sẽ cho bông luôn đấy ạ. Có những cái đường chỉ rất là đẹp này, anh chị em có nhìn thấy những cái đường chỉ rất là đẹp. Đó. Phi điệp gái nhảy em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu. Mỗi một chậu của nó gồm có 1 đến 2 thân. Một thân thì chủ yếu là một thân thôi ạ. Nhà em Thảo hiện tại còn có 5 chậu phi điệp hồng xòe này. Đó, mặt bông mẹ rất là đẹp và cây thân lá rất là xinh nhá. Đó, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân. Nếu mà có 2 thân thì nó chỉ có một cái thân nhỏ nhỏ ở đây thôi. Đó. Phi điệp hồng xòe em Thảo bán với giá là 240.000 một chậu nhá. Cây cao khoảng tầm 25 cho đến 30 cm này, cây đã thắt ngọn rồi cơ. Đó, phi điệp hồng xòe nhá, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Số lượng em Thảo còn có 5 cây thôi, cây nào nó cũng đẹp hết này. Đó, làm một cây về chúng ta chơi thân lá trước, sau đấy là chúng ta xem hoa và chúng ta có thể là băm ki cũng được nhá. Hôm nay nhà em Thảo có 6 cây mít gân rất là đẹp này. Đó, anh chị em nào muốn sưu tầm cái dòng mít gân này thì chúng ta sưu tầm. Đó, mọi người nhìn thấy ạ, lá của nó nổi lên rất là xinh này. Và đặc biệt là cái dòng lá, cái dòng này là ở vùng Hòa Bình ấy nên cái lá của nó rất là dày dặn luôn. Em số lượng có 6 cây thôi. Có cây cao khoảng 22 cho đến 30 cm đấy. Đó, có 6 cây này. Cây thân của nó rất là khỏe luôn. So sánh cái bút của em nhá. Đây ạ. Đó. Em Thảo bán là 240.000 một con. Em Thảo có 6 con thôi ạ. Đó, 6 con mít lá gân rất là khỏe và đẹp này. Đây là cái dòng chơi thân lá mít Phú Thọ này. Đó, mít Phú Thọ cây rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy này. Có cây thì là thân xanh sạch nhưng mà có cây không xanh sạch đâu. Đó, có một vài cây thôi. Em số lượng em có chưa đến 10 cây. Lá của nó rất là khỏe, cây từ 1 đến 2 thân. Cây cao khoảng 20 đến 25 cm nhá, cây rất là khỏe và xinh đấy ạ. Chủ yếu là một thân là nhiều này. Đấy. Em Thảo bán với giá là 240.000 một cây. Đó, xinh lắm này. Đó, mít Phú Thọ. Cây đang đi ngọn rất là lực luôn. Đấy, dòng lá này là đẹp mỹ mãn luôn này. Và đây là một số cây nù của nhà em này. Đó. Đây là nù Tali nhé cả nhà nhé. Tali là một những cái dòng nù rất là khỏe, rất là xinh đúng không ạ? Đó, thân của nó mập ú nu luôn này. Đó, cây cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm. Thân em so sánh với cái bút này. Đấy. Nói chung ở nhìn ở ngoài nhìn đã mắt lắm. Đó, số lượng thì em Thảo có khoảng tầm 10 cây thôi. Những cái con nù Tali này em Thảo bán với giá là 220.000 một con nù Tali. Đó, cũng đang có mầm gốc lên này. Đó, hầu như là cây nào nó cũng đang thắt ngọn và đang chuẩn bị chờ hoa rồi, hoa của nó sẽ nở vào Tết nhá. Đó. Cây của nó nhìn rất là đã luôn. Và bên này đây, đây là cây phi điệp hồng Yên Thủy này. Này, cái ngọn của nó đã khác hoàn toàn rồi này.
Đó, phi điệp hồng yên thủy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn này, cây thân lá rất là xinh, có cây nó có mầm. Em Thảo bán là 230.000 một chậu phi điệp hồng yên thủy. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Hiện tại thì có cây nó đã thắt ngọn và chuẩn bị chờ hoa luôn rồi đấy ạ. Đó. Đây, em số lượng em còn có 6 chậu thôi. Phi điệp hồng yên thủy. Nói chung là cây này mà cho thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Chúng ta cứ sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng. Đó, cây này này. Nói chung là hầu như là cây nào nó cũng có mầm gốc luôn rồi đó. Cái riêng cái dòng này này thì cái mầm của nó lên này, đỏ tía luôn, đẹp lắm này. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng hải dương này. Đó, 5 cánh trắng mắt mờ hải dương gieo hạt nhá, anh chị em cũng biết rồi. Là một trong cái dòng hoa có thể nói là chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Còn hoa thì chúng ta tới này sẽ cho hoa luôn. Đó, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp và mê ly luôn. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân, cao khoảng 25-30cm. Em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ, 230.000 một chậu nhá. Mua chúng ta có điều kiện chúng ta mua một vài chậu về chúng ta trồng này. Đó, cây thân lá đẹp như này cơ mà. Đó. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tâm. Bên này đây, em Thảo còn có 5 chậu cây phi điệp nù 68 này. Đó, mặt bông mẹ rất là đẹp và đặc biệt là cái thân của nó rất là nù luôn này. Đó, thân nù lắm. Đấy, anh chị em mà chúng ta chăm sóc tốt là tới này về là Tết này có hoa luôn đấy ạ. Đó, em Thảo bán với giá rất là mềm mại, nù 68 em Thảo bán 240.000. Nói chung là cây thân nù rất là xinh và mập luôn này. Tới này cho bông luôn này. Đó, nù 68 này.